Thập nhị kim tiên đều là bị Hoàng Hà trận đoạt tu vi, vì sao Dương Tiễn lại không sao? Thập nhị kim tiên là 12 vị đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn trong Phong Thần Diễn Nghĩa, bao gồm Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Hoàng Long Trần Nhân, Cựu Lưu Tôn, Thái Ất Trần Nhân, Linh Bảo Đại Pháp Sư, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền Trần Nhân, Từ Hàng Đạo Nhân, Ngọc Đỉnh Trần Nhân. Trên tiền giới, thập nhị kim tiên là môn hạ đời thứ hai của Xiển Giáo, là nhóm tiền nhân cực kỳ nổi danh và có pháp lực rất cao. Trong đó Ngọc Đỉnh Trần Nhân chính là sư phụ của Nhị Lang Thần Dương Tiễn. Trong số các đệ tử đời thứ ba của Xiển Giáo thì Dương Tiễn là một tu tiên giả ưu tú nhất với công pháp Bát Cửu Huyền Công và diệu năng từ con mắt thứ ba. Trong cuộc chiến giữa Xiển Giáo và Triệt Giáo, Dương Tiễn, Na Tra và thập nhị kim tiên đã có những cuộc đọ sức kinh điển cùng những vị tiền nhân khác. Trong đó một quan ải nguy hiểm nhất có lẽ chính là lúc bị rơi vào trong cửu khúc Hoàng Hà trận. Đây là trận pháp do Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu bố trí. Pháp bảo lợi hại nhất trong đó chính là Hỗn Nguyên Kim Đấu. Tiền nhân rơi vào sẽ bị tước mất Tam Hoa Tụ Đỉnh, đánh tan ngũ khí triều nguyên trong lồng ngực, rút đi ngàn năm đạo hạnh. Cuối cùng phải có hai vị thánh nhân là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng lão tử liên hợp xuất thủ mới phá được trận này. Sau khi Tam Tiêu Tiên Tử bay xuống cửu khúc Hoàng Hải trận, liền cầm pháp bảo là Hỗn Nguyên Kim Đấu tiến đến khiêu chiến với chúng tiền phe Xiển Giáo. Dưới tình huống này, Dương Tiễn đã liền xuất trận tiến đến ứng chiến, kết quả đã bị Tam Tiêu dùng Hỗn Nguyên Kim Đấu bắt sống, cũng ném vào trong Hoàng Hải trận. Về sau Kim Cha, Mộc Cha cũng tuần tự tiến đến ứng chiến, kết cục cũng giống như Dương Tiễn, đều bị Tam Tiêu nương nương dùng Hỗn Nguyên Kim Đấu bắt sống, cũng ném vào trong Hoàng Hà trận. Bởi vì các đệ tử đời thứ ba của Xiển Giáo đều không địch lại Tam Tiêu, thế là thập nhị kim tiên của Ngọc Hư Cung, vốn là trụ cột của phe Xiển Giáo, đành phải xuất trận. Tất cả đều đi đến trước Hoàng Hà trận đối chiến Tam Tiêu. Chỉ có điều kết cục của bọn họ cũng đều vô cùng thê thảm, tất cả đều bị Tam Tiêu dùng Hỗn Nguyên Kim Đấu bắt sống, sau đó không ngoại lệ đều bị ném vào trong Hoàng Hà trận. Tam Tiêu sở dĩ muốn đem bắt sống tất cả các môn nhân của phe Xiển Giáo đều ném vào Hoàng Hà trận là bởi vì Tam Tiêu nương nương căn bản không muốn lấy mạng những vị tiền nhân này, mục đích chính là muốn dùng cách này để làm giảm tu vi của những vị tiền nhân kia, từ đó làm suy yếu thực lực của Xiển Giáo. Nói cách khác, đối với các vị tu tiên giả mà nói thì cửu khúc Hoàng Hà trận căn bản không làm hại đến tính mệnh, chỉ có thể gọt sạch đi tu vi đạo hạnh của bọn họ. Cũng chính là vì như thế, sau trận chiến này Ngọc Hư thập nhị tiên mới đều bị tổn hại tu vi ngàn năm, từ đó mà biến thành phàm nhân. Cũng là như vậy, Ngọc Hư thập nhị tiên đã mất đi ngàn năm tu vi, cho nên sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn liên hợp với Thái Thượng Lão Quân để bọn họ cứu ra từ trong Hoàng Hà trận, mới truyền thụ cho bọn họ tung địa kìm quang pháp để mà dễ bề tẩu thoát. Theo lý thuyết, cứu khúc Hoàng Hà trận có thể gọt sạch tu vi của những người có đạo hạnh cao thâm, như thập nhị kim tiên thì tất nhiên cũng có thể gọt sạch tu vi của những môn nhân đời thứ ba của Xiển Giáo như Dương Tiễn, Kim Cha, Mộc Cha. Nhưng mà từ biểu hiện sau đó của họ trong cuộc đại chiến phong thần thì có lẽ tu vi cùng thực lực của bọn hắn tựa hồ cũng không nhận được ảnh hưởng gì quá nhiều. Có thể lấy đơn cử như Dương Tiễn, Bát Cửu Huyền Công của hắn vẫn là sử dụng hiệu quả như bình thường, vẫn có thể bằng vào pháp thuật này miễn dịch ôn độc của Lữ Nhạc, không sợ phía thiên ấn của Ân Giao, lại còn biến thành hình dạng của Dư Hóa để lừa gạt Dư Nguyên, cùng sử dụng thuật biến hóa trong Bát Cửu Huyền Công để khắc chế Mai Sơn Thất Quái. Mà Kim Cha, Mộc Cha thì vẫn giống như trước đó, vẫn có thể thôi động pháp bảo đắc ý của mình là Độn Long Thùng cùng Ngô Câu Kiếm để lấy mạng đối thủ trên chiến trường. Như vậy đến đây đã xuất hiện một vấn đề, tu vi của Ngọc Hư thập nhị kim tiên đã bị hủy trong Hoàng Hà trận, vì sao pháp lực của Dương Tiễn, Kim Cha lại không hề bị hao tổn? Đối với vấn đề này, có lẽ chính là vì có hai nguyên nhân chính. Trước khi tìm hiểu căn nguyên trong đó, chúng ta cần phải làm rõ tu vi bị tước đoạt trong trận là thứ gì. Có thể hiểu tu vi bị tước đoạt đó chính là số năm tu hành chứ không phải thực lực chiến đấu. Cũng như pháp lực chứa đựng trong thể nội, một tu tiên giả tu luyện trên ngàn năm sẽ có được tiên thể. Tiên thể này sẽ giúp tiền nhân có thể trực tiếp phi thăng tiên giới, thoát khỏi kiếp số và luân hồi dưới thế gian. Tu vi càng lâu năm thì có thể trường thọ với đất trời, cầu thông được với trời đất thiên địa pháp tắc. Nhưng sau khi bị cửu khúc Hoàng Hà trận tước đoạt thì tiên thể mất đi, sẽ trở thành phàm thể nhận lấy chế ước của thiên địa, sẽ phải trải qua tai kiếp nhận lấy sinh lão bệnh tử. Sau khi đã hiểu rõ về Hoàng Hà trận và tu vi là gì thì chúng ta sẽ hiểu được có hai nguyên nhân chính khiến cho đám người Dương Tiễn không bị ảnh hưởng. Thứ nhất, tu vi của Dương Tiễn và Kim Cha quá nhỏ bé, bị tổn hại một chút tất nhiên khó có thể nhận ra. Còn Ngọc Hư thập nhị kim tiền mỗi một vị đều là thượng tiền đã tu luyện đến cả ngàn năm. Nói cách khác, trước khi bị ném vào trong Hoàng Hà trận, bọn họ liền đã tu thành tiên thể. Cho nên khi tu vi bị trận pháp xóa đi, từ tiên nhân trở thành người bình thường, sự chênh lệch trong đó quá lớn, lập tức liền có thể cảm giác ra được. Mà Dương Tiễn, Kim Cha, Mộc Cha cả ba vị này cũng vẻn vẹn chỉ là ở vào giai đoạn đầu của tu tiên. Liên quan tới thời điểm này, có thể từ tuổi tác của bọn họ để nhận ra được. Trong đó Kim Cha, Mộc Cha đều là ca ca của Na Cha. Khi Na Cha cùng theo Khương Tử Nha phạt trụ, cũng
cũng chỉ mới mười mấy tuổi, kim cha mộc cha tự nhiên cũng sẽ không lớn hơn quá nhiều, cùng lắm cũng chỉ là khoảng hơn 20 tuổi mà thôi. Như vậy tu vi của bọn hắn lại có thể cao đến bao nhiêu? Nhiều nhất cũng chỉ là có 20 năm tu vi mà thôi. Thời gian tu luyện như vậy sau cùng ngàn năm tu vi của Ngọc Hư Thập Nhị Kim Tiên thì căn bản là không đáng để nhắc tới. Bởi vậy tuy bị tước bỏ cũng không hề nhận ra sự khác biệt. Về phần tuổi tác của Dương Tiễn, Nguyên Tác Phong Thần mặc dù không có viết ra cụ thể, cũng không có bất kỳ cái gì để mà tham chiếu, nhưng cũng không khó để phỏng đoán rằng tuổi tác của hắn cũng không quá lớn. Dù sao hắn cùng Kim Cha Mộc Cha, Hoàng Thiên Hóa, các vị tu tiên giả này đều là thuộc về những môn nhân đời thứ 3 của Xiền Giáo. Tuổi tác cùng tu vi hẳn là đều tương tự, cũng chính là khoảng 20 năm tu vi, không có sự chênh lệch quá lớn. Cho nên cho dù bị Hoàng Hà Trận tước mất 20 năm tu vi này cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn như Thập Nhị Kim Tiên. Nguyên nhân thứ hai đó là tổn hại về tu vi, đối với pháp lực và việc sử dụng pháp bảo cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Chúng ta đều biết Quang Thanh Tử là người đứng đầu Thập Nhị Kim Tiên. Trong lần đại chiến Cửu Khúc Hoàng Hà Trận, tu vi ngàn năm của Quang Thanh Tử đã bị tổn hại, nhưng trong cuộc chiến ở Dài Mộng Quan, Quang Thanh Tử vẫn có thể dùng Phiền Thiên Ấn đánh chết Hỏa Linh Thánh Mẫu. Trong sự kiện Tam Yết Bích Du Cung, ông ta còn dùng Phiền Thiên Ấn đem Quy Linh Thánh Mẫu có thực lực hơn xa mình bức về nguyên hình. Bởi vậy có thể thấy được tu vi bị hủy căn bản cũng không ảnh hưởng đến việc sử dụng pháp bảo. Đây cũng là nguyên nhân giải thích cho việc vì sao sau đó Kim Cha và Mộc Cha vẫn có thể sử dụng Độn Long Thông cùng Ngô Câu Kiếm một cách bình thường không hề ảnh hưởng. Về phần Bát Cửu Huyền Công của Dương Tiễn, pháp thuật này liền như là bí tịch võ công, học xong liền sẽ đi theo cả đời, không phân biệt tuổi tác lớn nhỏ. Bởi vậy Dương Tiễn học xong Bát Cửu Huyền Công đương nhiên sẽ không bị ảnh hưởng bởi tu vi. Cuối cùng có thể hiểu Dương Tiễn, Kim Cha, Mộc Cha mặc dù cùng Ngọc Hư Thập Nhị Kim Tiên đều bị ném vào trong Cửu Khúc Hoàng Hà Trận, tu vi bị tước mất, nhưng bởi vì Ngọc Hư Thập Nhị Tiên có tu vi quá sâu, bởi vậy liền có thể rõ ràng cảm nhận được. Mà Dương Tiễn, Kim Cha, Mộc Cha bởi vì tu vi quá nhỏ, cho nên khi mất đi cơ hội cũng không thể nhận ra được. Lại thêm việc sử dụng pháp lực cùng pháp bảo lại không nhận hạn chế về tu vi, cho nên mọi người đều sẽ cảm tưởng rằng chính là Dương Tiễn, Kim Cha, Mộc Cha đã chống lại được uy lực của Hoàng Hà Trận. Tuy tu vi của Dương Tiễn đã không còn trong Phong Thần Diễn Nghĩa, nhưng vẫn có cơ hội tu luyện lại từ đầu và đột phá trong tựa game Nhất Niệm Tiêu Dao. Với sự kiện Nhất Niệm Phong Thần trong thời gian từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 27 tháng 9, các vị chư tiên phong thần sẽ cùng nhau xuất hiện, mở ra đại chiến phong thần mới. Bạn đã từng thấy Dương Tiễn thất bại trước Khổng Tuyên, bại trước Thổng Thiền Giáo Chủ. Nhưng trong Nhất Niệm Phong Thần, cấp độ và sức mạnh của mỗi nhân vật đều không bị hạn chế. Bạn có thể cho Dương Tiễn hoặc nhân vật mà bạn yêu thích quấy đảo cả thế giới phong thần, đánh bại cả thánh nhân Thổng Thiền Giáo Chủ, thậm chí là cả Hồng Quần Lão Tổ. Với những bảo vật tuyệt thế và trang bị cực độc, chỉ có duy nhất trong sự kiện lần này, trong Phong Thần Diễn Nghĩa, thành thần tức là nhục thần đã chết, linh hồn sẽ bị tiếp dẫn lên phong thần đài và bị phong ấn trong phong thần bảng, phải tuân theo sự chế ước và điều khiển của người nắm giữ phong thần bảng, hoàn toàn mất đi tự do. Tuy nhiên đối với Nhất Niệm Tiêu Dao, thành thần chính là tự do tự tại đúng với cách tên của nó. Bạn sẽ cùng với nhân vật của mình trải qua những cuộc thư hùng hoành tráng cùng người chơi khác, thích đập ai là đập kẻ đó, không sợ bị trừng phạt, là tiền nhân nhưng tâm không cẩn tịnh. Nếu thua thì lại tiếp tục tăng sức mạnh bằng cách đi tìm cổ bảo, điểm danh để nhận thưởng, tham gia sự kiện phong thần chắc chắn nhận được tiền linh cam. Sự kiện đặc biệt này sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 9 đến ngày 27 tháng 9. Nai Cha và Ngao Bính sẽ dẫn bạn cảm nhận trận chiến phong thần kịch liệt. Thái Ất Trần Nhân cũng sẽ trở thành tiền linh mới vào Nhất Niệm Tiêu Dao của các vị tiền hữu kể chuyện phong thần. Hãy nhanh tay trải game Nhất Niệm Tiêu Dao để cùng hòa mình vào thế giới tu tiền chân thực với đồ họa tuyệt đỉnh cùng trải nghiệm tuyệt vời. Link tải ở dưới phần bình luận của video này.